Roblox và lại là tôi đây, Siroblox. Có bạn nào nhận được sự độc lạ Bình Dương ở trong cái tên Siroblox của tôi không? Thì các bạn để lại bình luận phía bên dưới nha. Chào, hello, mình xin chào tất cả mọi người đã quay lại với quay và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Siroblox và là tôi đây. Ok các bạn ạ, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với một video mới trên kênh Siroblox với Roblox. Sau những tháng ngày vật và vật vưởng test những cái trái ác quỷ cho các bạn xem bị hành lên bờ xuống ruộng đến cái mức mà ha, các bạn thấy hai cái tay áo của tôi rách ra để lộ những cơ bắp cuồn cuộn không các bạn? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái chuyên mục có vẻ như là nó sẽ nhẹ đô hơn với tôi. Còn có nhẹ đô hơn với các bạn không thì tôi không có biết, nhưng mà tôi nghĩ chắc là có đó, tại vì nó đã nhẹ đô với một thằng gà như tôi rồi, chắc là những bạn bro như các bạn mình nhẹ đô mà đúng không? Bạn nào BBB bro trong Love Fruit, bạn nào nhận mình là một người chơi lâu năm của Love Fruit thì nhớ hãy để lại bình luận cho tôi biết nha. Và trước khi bắt đầu đi, giờ mình đã lỡ đi ngang qua một đá té đập mặt vào video, các bạn đừng quên đây là một like, một xem share cũng như một comment cho kênh YouTube của Siroblox, bởi vì những điều đó là miễn phí và rất là nhiều nhận đó, và các bạn nhận đó lại là cái nguồn động lực rất lớn để tôi làm những video hay hơn cho các bạn cùng xem các bạn ơi. Và nếu như bạn nào có bất kỳ cái tự game hay bất kỳ cái thử thách nào mà các bạn muốn lo chơi trong Roblox, đừng quên để lại bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ thì vào cho là chính cái video nào, let's go. Như anh em thấy đó, bộ sưu tập kiếm của tôi nó không nhiều nhưng mà nó cũng không quá ít các bạn ạ. Đây là bộ sưu tập mà tôi đã phải cày ròng rã nửa năm trời, hoặc có thể là hơn. Và hiện tại trong bộ sưu tập của tôi còn thiếu rất nhiều cây kiếm mà tôi chưa biết cách lấy, hoặc đúng hơn là tôi còn không biết cái sự tồn tại của nó các bạn ạ. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, tôi tưởng đâu tôi là đã sưu tập hết kiếm ở trong Roblox rồi anh em ạ. Nhưng mà cuộc đời nói với tôi là không, mày còn thiếu vài cây giùm tôi ơi, mày chưa có đủ đâu mà chơi thì cày thêm đi. Và theo như hiện thực thì hiện tại tôi đang thiếu khá là nhiều cây kiếm, và trong số đó có cây Cavender. Đó là một cây kiếm mà được khá là nhiều bạn bro ưa chuộng ở trong Love Fruit. Tôi cũng muốn thử một lần combo bằng cây đó thử anh em ạ. Yes sir. Và ngày hôm nay nhiệm vụ của chúng ta sẽ là đi farm cho tới khi nào ra cây Cavender thì sẽ kết thúc video. Nên là cái video này nó sẽ rất là dài đó nha. Và cái thời gian lấy được cây Cavender nó sẽ khá là lâu đó nha. Tại sao tôi lại biết hả? Tại vì cái cuộc đời của tôi nhân phẩm nó đen như cái đen thì đen đó. Nhưng mà nếu như các bạn bấm like cho cái video này và subscribe cho kênh YouTube của Siroblox thì cái nhân phẩm của tôi sẽ tăng lên và tôi sẽ sớm kiếm được cây Cavender cho các bạn. Còn bây giờ thì bắt đầu cuộc hành trình đi kiếm cây Cavender này nè. Let's go. Rồi, để kiếm cây Cavender thì chúng ta cần phải ở đảo rùa anh em ạ. Ở đảo rùa chúng ta sẽ có một nơi người ta gọi là cái mansion hay là cái biệt thự đó anh em. Chúng ta chỉ cần đi thẳng ở đây và đi theo con đường mòn này, chúng ta đi qua bên đây nữa, ngay cây này các bạn ơi. Và sau nhiều lần gọi là đi vô cây này để đấm lên bờ xuống ruộng thì tôi mới chợt nhận ra là cái cây này dịch chuyển chúng ta qua bên cái lòng đất của cái đảo phụ nữ anh em. Wow, và bên đây server này nó không có Cavender. Tôi nói với anh em rồi mà, sẽ khá là lâu đó. Rồi, đây là cái server thứ hai nha các bạn ơi. Cái server đầu tiên nó còn không có boss nữa chứ huống hồ gì là ra kiếm nha các bạn. Bây giờ sẽ là cái server thứ hai để coi coi là có boss không nha. Yeah, cái server thứ hai không có boss, nó quay trường rồi sao mà đen thế là cùng. Vâng, và đây là cái cây thứ tư tôi vào. Ở cây thứ ba. Và cái cây thứ ba của chúng ta cũng không có bất kỳ con boss nào ở trong đây luôn. Quay cái trường rồi, tao cứ nghĩ đâu là mày đen nên thế là hết rồi. Wow, nó còn đen hơn được nữa các bạn ạ. Quay trường. Rồi, cái server thứ tư của chúng ta cũng không có boss anh em ạ. Quay trường chứ. Server thứ năm có anh em ơi, server thứ năm có anh em ơi. Ok rồi, bây giờ cái nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ phải giết con boss này anh em ạ. Nhưng mà quả trưởng thì cái server này lắc đấy. Ok, level thứ 6 và tôi hy vọng là server lần này thì con boss nó sẽ không là tự nhiên biến mất ra anh em ạ. Ủa, đâu rồi? À đây, 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 đây. Bị đen nữa anh em.
hôm nay tôi không còn bị đen nữa rồi. Dạ, sau bao nhiêu ngày tháng đắm trắng thì cuối cùng tôi không còn đen nữa rồi anh em. Oh yeah, yes sir. Bây giờ là tôi đi qua tầm khoảng là 6 server. Là nếu như mà không tính mấy server mà kiểu bị lắc nè, xong rồi đánh không được nè, hoặc là những cái server mà không có boss á, thì có lẽ đây là con boss. Tôi đánh một lần ra anh em, tôi đánh một lần ra trong video này thôi nha. Chứ con boss này tôi đánh nhiều lần rồi mà nó chưa ra. Ừ, tức là lúc không có quay video tôi đánh nhiều lần rồi nó chưa ra, nhưng mà trong cái video này tôi đánh đúng một lần là ra nha các bạn. Ừ, wow, hôm nay tôi hết đen rồi. Trời ơi anh em ơi, nhờ anh em comment đó là anh em mà muốn tôi hết đen, mà muốn tôi gọi là quay video hoặc là tìm thêm những cái món nào đó mà muốn kiếm rồi đó mà khó ra nữa. Và nhớ bấm like cho video này và subscribe cho kênh của tôi nha anh em. Tôi hết đen là nhờ anh em hết. Ôi ôi, nhưng mà cũng nhờ anh em mà giờ tôi cục tay luôn anh em. Mà quẩy trưởng thiệt, săn tóc đỏ là người ta chỉ có cục bên tay thôi, còn tôi là tôi làm săn bình thường luôn rồi anh em. Mà tôi cục hai tay luôn, quẩy trưởng thiệt. Cái này chỉ có là hiến tay cho vua biển quá đà thôi anh em. Ờ nhưng không sao anh em thấy gì chưa, cao bên đơn. Ôi, nhìn nó đẹp, trời anh em, nhìn là cây Cavender. Ôi ôi, là được quái trưởng anh em ơi. Bây giờ thì cứ gấp đôi canxi làm gì nữa hả các bạn ơi. Đi cày Cavender thôi chứ làm cái gì bây giờ. A few moments later. Ok, đánh một con quái này tôi lên tầm khoảng 57 kinh nghiệm anh em ạ. À, không biết là server này nó có con giác hạn hén chưa, để mình đi qua mình coi thử luôn nha các bạn. Vâng, có vẻ như server này chưa có giác hạn hén anh em, thì bây giờ mình sẽ đi qua đảo bánh kẹo nha anh em. Ở đây mà tính mình nhân phẩm tôm đen, đây là lần thứ hai á các bạn. Sau cái mà cái lưỡi hai bóng tối rồi. Là cái lưỡi hai bóng tối là tôi đánh đúng một lần là tôi ra. Đó. Còn cái cây kiếm này hả là tôi đánh đúng một lần trên video thôi, chứ còn cái lúc mà tôi không có bấm quay mà kiểu tôi đi farm, tôi đi chơi mà tôi đi cày á thì đánh cũng khá là nhiều lần rồi anh em. Mà nhưng mà không sao, mình tính một lần trên video thôi ha. Một lần ra anh em ơi, một phát ăn luôn vậy. Trời ơi, nhờ anh em hết anh em comment, anh em like, share cái video. Nhờ anh em hết anh em comment, anh em like và anh em subscribe cho cái kênh tôi, nên là tôi hết đen anh em ơi. Trời ơi. Rồi, và có vẻ như là theo cái kèo tôi thấy là như là Big Mom cũng bị ai đó làm gỏi rồi anh em ơi. Ông nào làm gỏi Big Mom rồi, ông nào làm gỏi nó bắt Big Mom rồi. Nên thôi bây giờ mình sẽ qua cái đảo bánh kẹo dưới đây để mình cày thông thạo đi ha. Cái đảo này là cái đảo là hợp lý nhất để tôi cày thông thạo nè. Rồi đầu tiên mình gom mấy con quái này lại. Ui, cái cách này là cái cách cày thông thạo, là cái cách gọi là của C1 nữa anh em. Ôi. Ok, gom lại. Rồi, có skill đầu tiên của cây Cavender rồi anh em, là hoa hồng kích nha anh em. Để mình cho con hoa hồng kích là làm được gì đây? Ồ, là lao tới anh em à. Tôi nghe bảo đâu là cái trong khi chúng ta sử dụng cái chiêu của cái cây Cavender này, chúng ta còn có thể sử dụng những cái chiêu khác nữa. Ví dụ nha, mình chưa ghét nào, xong rồi mình... Ồ, và cái hoa hồng kích này được nhiều đam ta? Ồ, được 2000 mấy đam anh em à. Cái này là tôi không có nâng mắc điểm kiếm nha anh em. Hiện tại là tôi đang nâng theo cái điểm số mà để tôi chơi cái trái phượng hoàng anh em ạ. Ok các bạn ơi, và bây giờ là mình đã cày lên được cấp 300, là đã có chiêu thứ hai là khai hoa rồi nè các bạn. À, thì bây giờ tôi biết cách để có thể là test được gọi là cái đam chuẩn của cái Cavender này khi mà chúng ta gọi là nâng full cái điểm kiếm rồi. Đó chính là bây giờ mình sẽ gồng cái tộc V4 lên để mình test thử nha anh em. Đây bây giờ mình sẽ đánh mấy con này để mình gồng cái tầm V4 lên. Gồng được chưa? À đây, được rồi. Ok rồi, bây giờ thì cái điểm kiếm của chúng ta đang là tối đa nè các bạn ơi. Đó, đang là 2450 rồi. Bây giờ thì mình sẽ test thử nha. Để coi một phát chấm thường nó bao nhiêu đây. Một phát chấm thường của Cavender là 2855 đam. Chấm lại cái nè. Là 2855 đam nha anh em. Rồi còn chiêu Z của nó thì sao? Chiêu Z là 4597 đam. Rồi chiêu X thì sao? Chiêu X là 5325 anh em ạ. Được. Và tôi cũng biết lý do tại vì sao mà các pro thường hay chọn cái Cavender này để PvP rồi. Bởi vì anh em nhìn nè, nó X xong rồi nó Z luôn anh em ạ. Nó Z luôn. Đó nha, thấy chưa? Hai combo của nó là 10000 đam. Có thể là do gọi là cái chỉ số của cái Human V4 nữa. Nên là mình tính tầm đâu đó là khoảng 7000-8000 đam đi. Đây nè, X xong Z nè. Đó là sẽ lên được 10000 đam nha các bạn ơi.
Nhưng mà mình trừ đam của cái tổng của mình V4 nữa thì nó đâu đó tầm khoảng 8.000. Ừ, tầm khoảng 8.000 á. Thì đây là cây Cavender anh em, và tôi nghe bảo đâu là cây Cavender này là khi mà chúng ta sử dụng skill của nó thì chúng ta còn sử dụng những cái skill của những cây được chính xác được luôn. Đó là tôi sẽ thử tập đánh bằng cây này coi nó như thế nào anh em ạ. Thử coi là có cái bộ combo nó hợp lý với cái cây này không. A few moments later. Rồi thì nói chung là nãy giờ là tôi cũng ngồi tôi mò anh em ạ. Tôi mò coi làm thế nào để có thể là kết hợp mà tất cả các chiêu đều trúng khi mà chúng ta kết hợp với trò chat phonics. Và anh em đừng thắc mắc là tại vì sao tôi lại chơi chat phonics, tại vì chơi với phonics múa vui quá rồi. Nếu có dịp tôi sẽ mua vĩnh viễn cái chat phonics này luôn anh em ạ. Không có là tôi hết tiền rồi. Rồi nói chung là cái bộ combo là để tham khảo thôi anh em. Chứ tôi biết là cái tính ứng dụng đó là không được rồi đó, tại vì có nhiều anh em ken chip ra thì anh em vẫn thoát ra được thôi, tại vì combo này chủ yếu là để dành cho những bạn mà ken chip ở. Thì cái bộ combo này thì nó sẽ kiểu nơi khác trên YouTube xíu anh em à, tại vì trên YouTube thì mọi người thường hay sẽ dùng cái Kabucha. Đây là cái ná này. Rồi xong giờ nhân vật của tôi hai tay hả anh em. Có lại hai tay rồi anh em. Đây thì thường là mọi người sẽ dùng chiêu ít của cái ná này, xong rồi mọi người sẽ ít, xong rồi mọi người ghép của cái Cavender đó. Nhưng mà nhìn để tôi hụt lại anh em mà quay trưởng thì đây thì nó phải làm nhanh nha các bạn ơi. Ít nè ghép nè đó, hụt nữa quay trưởng. Rồi trên YouTube thì tôi thấy anh em hay như thế này, xong rồi như thế này đó, xong rồi tới đó thì trên YouTube thì tôi thấy anh em chỉ là hay dạy, bởi vì hiện tại tôi đang không có nâng mắt cái điểm kiếm nên là nó đam nó hơi yếu anh em thông cảm ha. Thì bởi vì tôi không nâng mắt điểm kiếm thì tôi đang chơi với lại trái Phoenix này nè anh em đó. Thì bây giờ tôi đánh hơi khác so với YouTube một xíu, thì cái bộ combo của tôi là sẽ là C lôi chảo trước. Thì cái lôi chảo là một trong những cái melee mà nó mở đầu combo khá là ok anh em ạ. Ok quá chuẩn luôn á. Combo này tôi không biết nó có hiệu quả hay không, nhưng mà trước tiên thì tôi thấy nó đánh lên quái thì khá là ok các bạn ạ. Đó, thêm cái C của Phượng Hoàng này nữa là ok xong một combo đó ha. Thì nãy giờ là tôi đứng tôi test thử combo thì cũng có vài ông qua đánh tôi qua gọi là định gọi là vả cái mỏ của tôi anh em ạ. Nhưng mà rất may là tôi chơi trái Phượng Hoàng là tôi muốn múa tôi né được anh em. Rồi nãy giờ là test hai cái skill của kiếm Cavender này, chắc anh em cũng biết là cái skill của nó là như thế nào rồi ha. Thì đầu tiên là cái chiêu Z này á, khi mà chúng ta bấm cái này nè, đó thì nó sẽ lao tới phía kẻ địch và chém ra tầm khoảng vài nhát chém. Và cái chiêu này á, thì nó sẽ lướt theo cái con giỏ chuột của chúng ta nha các bạn ơi. Tức là tùy theo cái mà chúng ta chỉ ở đâu. Ví dụ như chúng ta chỉ với mặt kẻ địch nè, đó chúng ta lướt tới, đó thì nó sẽ chỉ đứng ở đó thôi anh em. Còn nếu chúng ta chỉ ở sau lưng như này là nó lướt thẳng ở sau lưng luôn. Đây để một ví dụ ha. Đó, nó sẽ chỉ lướt tới ngay chỗ kẻ địch thôi ha. Còn nếu như mà anh em kéo dài cái chuột ra xíu nữa, ví dụ như tôi kéo qua tới đây đi, đó là nó ra sau lưng luôn anh em ạ. Và cái chiêu này nó đi không nó thuộc dạng trung bình, nó không ngắn mà cũng không xa. Tức là anh em nó có thể đi cái tầm tối đa của nó là như này. Đó, tầm đây là cái tầm tối đa của nó nha. Rồi tiếp theo là chiêu ít nha anh em, chiêu ít thì sẽ lao tới và chém rất là nhiều nhát chém, hình như là 5 nhát chém vào trong người kẻ địch. Và khi mà kẻ địch mà bị trúng nhát chém của chúng ta thì vòng vòng cái màn hình của người ta sẽ xuất hiện những cái cánh hoa rất là đẹp. Giống như Florentino vậy anh em. Rồi vậy nè. Đó, thấy không? Và hồi nãy có một cái điều thần kỳ là tôi không biết bằng cách nào tôi chém này tôi quơ chuột con cái trời, tất cả 5 nhát chém nó quơ ra thành đường luôn anh em. Tức là mỗi nhát chém khi mà chém nó sẽ đi theo con chuột của chúng ta nha. Đây mình sẽ thử nè. Đó, thấy không? Nó sẽ đi theo con chuột của chúng ta. Rồi ông nào chịu hồi rip pin ra tối thui màn hình rồi. Và như là hai chiêu của cái cây Cavender này nó cũng sẽ tiêu tốn ken. Tiêu tốn ken của đối thủ một chút. Riêng cái chiêu ít này á mà dính hết đó nha anh em, thì chắc cũng phải tốn nó tầm khoảng 5 cái ken, 5 lần né. Còn cái chiêu Z thì tôi không có biết nó chém bao nhiêu đòn. Nhưng mà tóm lại thì cũng có thể là gây ra tốn ken, nhưng mà không phá được ken nha anh em, không phá được ken. Nếu đối thủ còn 5 ken hoặc ít hơn 5 ken thì chúng ta phá được. Còn nhiều quá thì thôi chịu quá anh em không phá được nha. Server này có người chơi hả? Ui da, ai da, ai da, ai da, có người BBB hả? Từ từ đã, để tôi thay cây guitar đó anh em ạ. Tôi thay cây guitar đó, guitar của tôi đâu? Rồi bạn thân ơi. Ui ôi, sắp chết rồi. Đâu mất rồi. Bạn tôi ơi, trời ơi. Bạn chơi về chết tôi rồi. Nói chung với cây kiếm Cavender này thì cái chiêu ích của nó cái tầm hitbox cũng khá là rộng á anh em. Đó, cái hitbox nó khá là rộng nha.
nó không phải thuộc dạng quá rộng nhưng mà căng hãy qua gì đấy. Ây da, bạn có tọc tôi không có tọc. Bạn có tọc tôi không có tọc. Rồi, bạn có tọc tôi không có tọc. Ui rồi, bật tọc lên khè tôi anh em mà quải trưởng. Vâng anh em ạ, coi như là cái bộ combo nãy của tôi hả, hơi khó sử dụng á anh em, là rất là khó luôn á, tại vì là như vậy á anh em. Hôm nay cầm chơi báo à. Ui dồi ôi bạn tôi ơi, cầm cái báo nhưng mà spam vẫn phải chuẩn nha men. Ôi dồi ôi, cầm cái báo spam chịu té là hỏng rồi. Báo ơi là báo. Rồi xong con báo nè. Xong con báo nè. Trời ơi. Ôi trời ơi. Ủa, sao ông kia chạy nhanh vậy? Oh my god. Cái này chứ băng phải không? Cái gì vậy? Anh nói với tôi không phải siêu nhân. Ủa có trò này luôn hả? Tôi hết nghĩ là tôi nên sửa combo của tôi lại anh em ạ. Chứ chơi Cavender với lại trái phone nick kiểu này là dễ mất party lắm. Dạ. Yeah. Có vẻ combo để nó khả thi hơn nè anh em, nhưng mà ngước lên ngước xuống hơi mỏi chuột anh em mà. Yeah. Rồi chúng ta xê vô ha, xong vét lên nè, xong vét xuống nè, xong ít cái nè, xong mà như này. Rồi. Ít phát cuối. Ây da, ít phát cuối hụt anh em. Nhưng mà combo này thì ít phát cuối của cái lôi chảo hay bị hụt lắm anh em. Tôi đang định là sẽ ít lôi chảo cho xong mới xê của Phượng Hoàng nhưng mà nó hơi khó chút. Thử đi ha. Finally, yes. Ok anh em, tôi đã tìm được chân ái rồi. Đấy, chúng ta sẽ như thế này. Lên, click xuống. Đó. Đúng rồi. Finally. À, hình như tôi thiếu chữ ít của Cavender. Oh my god, thiếu là không được anh em. Đây, nó phải là như thế này. Ok, lỗi kỹ thuật anh em, lỗi kỹ thuật anh em. Đây, lại nè. Trời, tôi quên mất bên đây có con boss huấn luyện anh em. Huấn luyện với con boss này sướng hơn anh em ạ. À. Hồi sinh nhanh. Đây. Thôi, mình bỏ đi anh em. Có lẽ như là mình không phù hợp với lại cái cây Carpenter mà đi với Phoenix anh em ạ. À. Có lẽ là nó chỉ là cái sự kết hợp của riêng tôi thôi. Chứ chắc tôi cũng ít thấy ai kiểu kết hợp Cavender với lại Phoenix nhờ. Thì thật ra là mình cũng không có tìm được cái bộ combo này cho nó anh em. Thất vọng một xíu nhưng mà không sao, mình còn bộ combo của cái lôi chảo với lại cái Phoenix mà. Nhưng mà không đủ để chúng ta kết liễu đối phương thôi. Rồi thì nói chung là đó là tất cả những gì về cái cây Cavender. Thì ngày hôm nay là tôi cũng đã test cho anh em coi rồi ha. Nhưng mà nó vẫn không phù hợp đi với trái Phượng Hoàng. Nhưng mà không sao anh em ạ, bởi vì Cavender mình không đi được với trái Phượng Hoàng. Tôi đổi qua không kiếm quyền lửa anh em. Ok, và video ngày hôm nay đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và nếu như bạn nào muốn đồ săn bất kỳ kiếm nào nữa, hoặc các bạn lượn một vòng kho kiếm của tôi, các bạn thấy tôi còn thiếu cây kiếm nào, đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nha các bạn ơi. Sao tôi thấy có một con báo? Sao mà chạy được?
sao mà đỡ được. Phượng Hoàng đánh căng lắm bạn ơi. Ui trời ơi. Trời ơi, Phượng Hoàng đánh căng lắm. Đùa chứ đừng đánh với Phượng Hoàng. Tụi cái Phượng Hoàng nó múa quay trướng lắm các bạn ơi. Rồi, đấy, nói chung là video này cũng đã kết thúc rồi. Và nếu như các bạn thích thì các bạn có thể để lại một like, một share, một subscribe cho mình comment cho kênh YouTube của Shiro Blog. Đây sẽ có được video hay hơn nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại những video kế tiếp. Bye bye. Bộ sưu tập Shiro Crazy Wolf, áo sweater với thiết kế đột phá, khẩu trang logo nổi bật, thẻ bài Shiro Crazy Limited. Truy cập ngay shopero.vn hoặc liên hệ hotline 0961 853 353 để biết thêm chi tiết.